Ngày 3 tháng 11, Trạm y tế xã Dinh tế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Nhiệm kỳ qua chi bộ Trạm y tế xã Dinh tế đã bám sát các nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch đề ra, tập trung lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện các lĩnh vực chuyên môn. Các chỉ tiêu quan trọng đạt nghị quyết, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được quan tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác chuyên môn trạm y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã, khám chữa bệnh cho 26.024 lượt người, khám sức khỏe học sinh được 1.576 lượt và cấp thuốc miễn phí cho 317 người cao tuổi và 88 người khuyết tật, thu dung điều trị bệnh lao cho 40 bệnh nhân, đạt tỷ lệ 100%. Trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều là 212 trên 218, đạt tỷ lệ 97,2% tổng số trẻ được uống vitamin A đủ hai dòng hàng năm đạt tỷ lệ 98,97%. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 11,80%. Phụ nữ mang thai được tư vấn chăm sóc và tiêm chủng đủ liều, đạt tỷ lệ 96,96%. ,96%. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Phương Trang, trưởng trạm y tế xã, tái đắc cử giữ chức Bí thư Chi bộ Trạm Y tế xã Diễn Tế, nhiệm kỳ 2023-2025.